Vietnam, America, Vietnam, America, lấy máu đào đắp đền sông núi. Như miền thân ái chào gặp lại quý khán giả của đài VNA TV tại Liêu Lô Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn trên băng tầng 57.3, Bắc California, San Jose trên băng tầng 16.10 và Houston, Texas trên băng tầng 27.4. Đây là chương trình sinh hoạt cộng đồng của bốn đài, và chương trình ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt đón tiếp giảng sư Mã Gia Trí của Hội Chuyên gia Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đến đây trình bày cùng quý vị những sinh hoạt để yểm trợ cho công trình xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang và những tin tức tôn giáo liên quan đến mùa đại dịch COVID-19. Trước hết, kính chào giảng sư Mã Gia Trí. Dạ, kính chào anh Như Miên. Dạ, kính chào quý vị. Dạ. Cảm ơn tất cả những cái lòng hảo tâm của quý vị và cái sự cầu nguyện của các cha cũng như tất cả quý vị. Thì trong lúc mà bao nhiêu chuyện xảy ra là đại dịch COVID đang ảnh hưởng đất nước chúng ta khá to lớn, đến ảnh hưởng cả nhà thờ và cách xem lễ đủ thứ chuyện. Nhưng mà cái công trình Đức Mẹ vẫn tiếp tục xây dựng. Thì một cái niềm vui là cái khó khăn nhất là cái sắt để mà làm cái dòng cung của Đức Mẹ. Thì bây giờ cái dòng cung của Đức Mẹ, cái mão của Đức Mẹ đã lên cái sườn rồi. Thì nếu có thể được thì phòng máy cho xin cái mấy cái hình của Đức Mẹ nhé. Thì đây là cái dòng cung mà kính thưa quý vị rất là quan trọng, bởi vì nó nói lên cái sự là giao hòa giữa đất và trời. Thì đây là chúng ta một tin mừng là chúng ta thấy rất là vui, là bởi vì chúng ta hiện giờ có thể chưa có, nhưng mà chút là có thể chúng tôi sẽ trở lại cái đó. Thì kính thưa quý vị, thì đó là một bước tiến chúng ta chưa biết, có lẽ sang năm mới có cái chương trình khánh thành. Nhưng mà chúng tôi tiếp tục cảm ơn quý vị. Thì trong tuần qua có gia đình của bà Nguyễn Thị Hoa, anh chị và gia đình cũng có gọi điện thoại và ngỏ ý muốn đóng góp vài người trong gia đình, mỗi một cái plaque là 3.000 đồng. Thì chúng tôi có gửi information, thì chúng tôi chờ đợi để phúc đáp của bà. Thì trong khi chờ đợi thì xin cầu nguyện, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho tất cả những người đang và sẽ tạ ơn Đức Mẹ trong cái linh đài chúng ta làm. Không có gì bằng cái niềm tin của chúng ta. Kính thưa quý vị, thì trong cái tuần qua có hai, trong tháng này, tháng 6, kính thưa quý vị, là một tháng rất là quan trọng, là bởi vì là cái tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thì trước khi những cái lễ quan trọng như là mình máu Chúa, nhưng mà trước đây chúng tôi có hôm 13 Tây có cái lễ của ông Thánh Anthony Pacqua. Kính thưa quý vị, ngài là sinh năm 1195 August 15, tức là ngày Đức Mẹ lên trời. Đặc biệt của ông Thánh này là ai cũng biết ông Thánh này hết. Bây giờ ai mất đồ đó thì đi tìm ông Thánh này. Ông Thánh là chuyên môn mất đồ. Ngài bắt đầu đi tu ở tại ngài sinh ở Lisbon. Tức là mất đồ là đi cầu ngài, ngài cho. Cầu ngài là ngài cho mất đồ. Cho kiếm là được. Chuyên viên cái đó. Ai cũng biết cái này hết. Nhưng mất người bạn thì có kiếm được không? Dạ, kiếm cái gì cũng được. Mất linh hồn, mất bạn, mất trí khôn, mất chìa khóa, mất dài đều có. Thì yeah. Thưa quý vị, ngài là một ngài sinh ở Lisbon, tức là Portugal. Cái thứ mà chỗ sinh Đức Mẹ đẻ ra, mới Đức Mẹ hiện ra ở Portugal. Kính thưa quý vị. Thì ngài sinh ra thì ngài đi tu, lúc đầu ngài tu cái dòng Augustino, tức là cái dòng chiêm niệm. Nhưng mà sau này á thì ngài nghe cái chuyện của các dòng tu về Franciscan khó khăn, thì có những người họ bị tử đạo ở bên Maroc, thì ngài mới tình nguyện ngài bỏ cái dòng Augustino, họ ngài tu vô cái dòng Franciscan, họ xin để đi tình nguyện đi qua Maroc để mà bị được tử đạo. Nhưng mà trong lúc trên đường đi là ngài bị cái chiếc tàu nó lại đổi đi, thành ra nó bị dọc sóng gió, rồi ngài bị bệnh, phải nó cuối cùng nó ở ngay cái tại phải trôi dạt qua bên Ý. Thì không rút ngài qua bên Ý thì nó có chuyện như thế này, kính thưa quý vị. Ngài là một ngài rất là đặc biệt, bị gì ngài là dòng Francisco, mà hôm đó ngài không bao giờ giảng, ngài rất âm thầm, mà ngài đọc kinh và rất là hăng hái, mà rất là sốt sắng. Thì ngài đó có một cái lễ mà chịu chức của cái dòng La Minh. Thì tự nhiên cái gì diễn thuyết của dòng La Minh tự nhiên không có đến được, cái lý do nào đó, thì ngài mới trình diện, ngài nói thôi để ngài lên ngài giúp cho ngài giảng. Thì khi ngài đứng ngài giảng là ai cũng sợ, bây giờ dòng La Minh là cái dòng rất là giỏi, nhưng mà ngài đứng lên ngài giảng cái thần khí của ngài kinh khủng, mà ngài có cái photographic memory, nghĩa là ngài nhớ thánh kinh từ đầu tới đuôi hết, thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên hết.
thì không có gì ngài giỏi như vậy, thì từ đó sao ngài được bổ nhiệm để đi giảng cho tất cả những cái rối đạo của toàn Âu Châu. Như vậy tức là khi chúng ta mất cái gì, chúng ta cầu thánh này. Bây giờ thưa anh, có những cái chuyện linh thiêng sau cái mùa đại dịch ở bên Italy, ở bên Ý, thì anh có thể kể và đưa cái video cho khán giả biết không? Dạ, kính thưa quý vị, thật sự là cái chuyện này, cái một điểm nữa là ông thánh này có một cái điều là ông, người ta không có tin Đức mình Thánh Chúa là thật. Thì cái đó ông mới làm giữa một cái làng, ông để một cái ông bên kia là ông có con lừa để chính giữa. Rồi ông mới đưa qua đưa lại là nó bây giờ ông một mặt đem đường Thánh Chúa, con lừa này 3 ngày không có ăn. Ông này ông đem lúa gạo ra để dụ con lừa. Ông này cầm mình Thánh Chúa. Thì tự nhiên con lừa nó quỳ xuống mình Thánh Chúa, nó đi theo mình Thánh Chúa. Thế là Chúa có thật. Thì nói thật cái chuyện là như này ở bên Ý, thưa quý vị. Cái lúc mà nguy hiểm nhất như quý vị thấy trên cái video này á, thì là tất cả các nhà thờ bên Ý khi mà bị đại dịch, theo kinh nghiệm của những năm về trước, họ đều đem mình Thánh Chúa ra. Họ kiểu mình Thánh Chúa với cái sự hy vọng cái mình Thánh Chúa sẽ chữa lành tất cả. Đây là quý vị thấy tất cả các cha đều nữa. Thì bây giờ, 2 tuần nay, cái đại dịch ở tại Ý đã không còn những cái trường hợp mới nữa. Thì là rất là tiến bộ. Mà đi quý vị, đây là bây giờ thấy sự tiến bộ rất là mạnh. Mặt khác ở New Jersey có một ông cha là Anthony ở tại Camden cũng dùng mình Thánh Chúa đi bằng máy bay, bay vòng trên tất cả Camden để mà ban phép lành của mình Thánh Chúa này. Chúng ta thấy bởi vì cũng như đây là một cái điều mình Thánh Chúa, cái lễ quan trọng nhất của tháng 6 là mình máu Chúa. Đây là sự việc thật, là bởi vì cách đây mà bao nhiêu thế kỷ thì ở Lanciano có một phép lạ, có ông cha đọc một đọc mà không có tin. Thì máu và rượu trở nên thịt thiệt và trở thành máu thiệt. Mà sau mấy trăm năm giáo hội cho thử lại thì cái cell ở trong cái thớ thịt, ở trong cái trái tim và cái máu của mình Thánh Chúa đó vẫn còn sống. Thì đây là chúng ta nói lên một cái điều rằng cái mình Thánh Chúa là một cái mầu nhiệm rất đặc biệt và Chúa ở cùng chúng ta và Chúa luôn luôn có cái phép lành. Chính vì cái sự cái diễn hành và cầu nguyện mình Thánh Chúa thì sẽ có ơn lành và chữa lành. Thì đây là một cái mà chúng ta thấy ở Ý cũng như ở đây. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại chương trình và có thêm nhiều video hấp dẫn trong ngày hôm nay. Chuyện ở New Jersey và câu chuyện fake news đối với giáo hội Công giáo như thế nào, anh Majority sẽ trình bày cùng quý vị. Nam American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu.